Xin chào tất cả quý vị, các bạn đã quay trở lại với series thần thoại của kênh giải trí tổng hợp. Hôm nay sẽ là một video nói về chủ đề thần thoại thời thượng cổ. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé với channel của mình thì các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Ở trong thế giới thần thoại thượng cổ của Trung Hoa thì thần nhân ma đã liên tục xảy ra cuộc giao tranh và từ đó dẫn đến tứ đại lượng kiếp theo thứ tự đó là Long Hán Sơ Kiếp, Vu Yêu Đại Kiếp, Trác Lộc Chi Chiến và Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong số đó thì có không ít những nhân vật pháp lực vô biên có thể một mình lại đối kháng với những thế lực khác, ngoại trừ những bậc thánh nhân đã chứng đạo có thể cầu thông với thiền đạo có sức mạnh hủy thiên diệt địa như là Hồng Quân, Nữ Oa thì vốn không được tham gia vào cuộc giao tranh, thì cũng chỉ có bốn cái tên được xưng tụng là chiến thần ở trong thần thoại thượng cổ của Trung Hoa. Thứ tư là Tôn Ngộ Không. Ở trong tác phẩm Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đã từng là một tề thiên đại thánh, kiên cường dám yêu dám hận, trở thành một ngôi sao sáng nhất cho khát vọng quật khởi, chống lại thiền điều của yêu tộc. Tôn Ngộ Không vì cớ gì có thể miễn cưỡng được xưng tụng là chiến thần? Bởi vì Tôn Ngộ Không nhân sinh đỉnh phong, cũng là thời khắc vinh quang nhất. Bên ngoài thiên đình Lăng Tiêu Điện, thần quang vạn đạo khoan thai tự đắc. Phía trên Tam Thập Tam Thiên hoàn toàn không có chú ý tới lễ tiết, không sợ bất cứ một ai. Đại náo Long Cung cướp đoạt Định Hải Thần Châm, đại náo địa phủ xóa sổ sinh tử, đại náo hội bàn đào lật tung lò bát quái, dám ngang nhiên đối kháng với đầy trời thần Phật. Tự cổ chí kim trong yêu tộc, chưa một nhân vật nào dám có gan lớn đến như vậy. Dưới Hoa Quả Sơn dựng một lá cờ với bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh, một mình đối kháng với Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tú, Tứ Trực Công Tào, Tứ Đại Thiên Vương Na Tra, tất cả đều không phải là đối thủ của Mỹ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không dùng hết toàn bộ khí lực của chính mình, lại chỉ có thể dừng bước trước cổng Lăng Tiêu Điện. Về sau khi cùng Đường Tăng đến được Tây Thiên, Tôn Ngộ Không cũng được Phật Tổ Như Lai phong làm Đấu Chiến Thắng Phật. Thứ ba là Hậu Nghệ. Ở trong thế giới thần ma thời thượng cổ cũng không phải là chỉ có nước mắt phàm nhân. Bên trong vô tận hư không còn có rất nhiều mộng tưởng. Phàm nhân Hậu Nghệ đã từng vì thủ hộ gia viên dùng Hiên Viên Cung phối hợp tiễn thuật Cửu Tinh Liên Châu của mình, trong vòng 10 ngày bắn rụng Cửu Đại Kim Ô. Dù cho chín mặt trời vốn là thiên đế chi tử Kim Ô huyễn hóa mà thành, nhưng Hậu Nghệ vì thiên hạ thường sinh vẫn đứng ra, hoàn toàn không sợ thiên phủ, không lo nghĩ tới an nguy của bản thân. Dù là cuối cùng hàng ngà cũng rời hắn mà đi, Hậu Nghệ vẫn cam lòng. Đại địa Hoa Hạ trải qua rất nhiều cực khổ, nhưng tại thời khắc mấu chốt luôn luôn không thiếu phàm nhân Hậu Nghệ vô tư quên mình xuất hiện. Đây chính là văn hóa truyền thừa từ ngàn xưa. Đương nhiên đó cũng chỉ là một số điển tịch của nhân gian. Còn theo các tiểu thuyết thần thoại thượng cổ thì Hậu Nghệ được miêu tả uy dũng hơn rất nhiều. Chuyện kể rằng Hậu Nghệ sinh ra vốn thuộc về Vu tộc có thần lực cường hãn, do được kế thừa từ tinh huyết của bàn cổ. Rất nhiều những đại ác xà thời thượng cổ làm hại đến chúng sinh đều là đã chết dưới tiễn của Hậu Nghệ, như Cửu Đầu Xà, Trường Xà hay Tướng Liễu. Nên nhân tộc rất là sùng bái và xưng tụng vị này là chiến thần của nhân loại. Cuộc xung đột giữa Vu tộc yêu tộc xảy ra khi 10 đứa con của Đế Tuấn cùng nhau tuần hành tam giới, khiến cho khắp nơi khô hạn, đất đai khô cằn. Nhân tộc sắp rơi vào diệt vong, liền đi cầu cứu chiến thần Hậu Nghệ. Hậu Nghệ vì thương xót chúng sinh, đồng thời cũng muốn trợ giúp Vu tộc cột khởi, nên đã vận dụng lực lượng bí truyền của Vu tộc, dựng lên Xạ Nhật Thần Cung, bắn rụng 9 con kim ô. Đế Tuấn cùng Hy Hòa tức giận phái vô số yêu binh cùng với các yêu thần hạ giới vây giết Hậu Nghệ, nhưng tất cả đều bỏ mạng. Cuối cùng đích thân Đông Hoàng Thái Nhất phải ra tay lấy thần lực của thánh nhân mới tiêu diệt được Hậu Nghệ. Trước khi chết, Hậu Nghệ còn dùng một mũi Xạ Nhật Thần Tiễn cuối cùng quán chú vào thần niệm chiến ý của mình, bắn xuyên cửu thiên, chọc thủng vào Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của Thiên Đình. Khi cuộc giao tranh giữa Vu yêu nổ ra, các đại vu còn lại đã theo lỗ thủng đó mà xâm nhập vào thiền đình thượng cổ. Thứ hai là Hình Thiên. Trong thần thoại thượng cổ vốn lấy thiền đế vì tôn, nhưng mà Hình Thiên là một kẻ duy nhất trước Tôn Ngộ Không dám lên thiên phủ khiêu chiến. Quan trọng hơn là Hình Thiên theo một số chuyện cho rằng chính là từ phàm nhân tu luyện thành tiên. Hình Thiên tu luyện là vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nhưng hắn không hề cậy mạnh hiếp yếu, mà là muốn tìm kiếm được đối thủ xứng tầm để giao chiến. Cuối cùng trong tam giới chỉ có thiên đế có thể được xưng tụng là đối thủ của Hình Thiên. Làm phàm nhân ở trong thế giới thần ma,
chỉ cần không ngừng tu luyện cũng có thể từng bước đạt được cường đại. Tuy nhiên dù làm mạnh như chiến thần hình thiên thì cuối cùng vẫn bại bởi thiên đế. Ở trong điển tịch Sơn Hải Kinh cũng có ghi lại truyền thuyết hình thiên với thần phủ kiền thích, Khổng Đầu vẫn không chịu khuất phục. Còn ở trong các tiểu thuyết thần thoại thời thượng cổ, khi Viêm Đế vẫn là kẻ thống trị toàn bộ lạc thiên đế. Hình thiên là một vị đại thần thủ hạ của Viêm Đế. Sau đó Viêm Đế bị hoàng đế lật đổ, mặc dù nén giận không chống lại hoàng đế, nhưng nhi tử của hắn cùng thủ hạ lại không phục. Khi Sivu cử binh phản kháng hoàng đế, hình thiên từng muốn đi tham gia trận chiến tranh này. Chỉ là bởi vì Viêm Đế kiên quyết ngăn cản nên không thể tham gia. Sivu cùng hoàng đế giao chiến cuối cùng thất bại. Sivu bị giết chết, hình thiên rốt cục kìm nén không được lửa giận, thế là trực tiếp chạy về trung tâm thiên đình, muốn cùng với hoàng đế phân tranh cao thấp. Hình thiên tay cầm thần phủ kiền thích một đường qua quan trảm tướng chặt ra trùng điệp thiên môn, chém giết một mạch tới cung hoàng đế. Hoàng đế lập tức tức giận cầm lấy hiên viên bảo kiếm, liền cùng hình thiên vật lộn. Hai người kiếm đầm búa bổ từ cung nội giết tới cung ngoại, từ thiên đình giết tới thế gian, thẳng tới bên cạnh Thường Dương Sơn. Hoàng đế thừa dịp hình thiên không phòng bị, huy kiếm chém tới. Hình thiên chống đỡ không kịp, đầu lâu bị chém rớt, táng tại Thường Dương Sơn. Lâm vào hắc ám, hình thiên nổi giận lấy hai cái núm vú xem như con mắt, mở ra cái rốn làm miệng, tiếp tục cùng hoàng đế tranh phong. Nhìn thấy hình thiên mất đầu vẫn còn vung vẩy đại phủ, hoàng đế trong lòng run rẩy một hồi, không tự chủ được sự sợ hãi. Hắn không còn dám đối đầu với hình thiên, liền lặng lẽ lui về thiên đình. Sau đó hình thiên cũng kiệt lực mà chết. Hình thiên mặc dù thất bại nhưng tinh thần chiến đấu mãnh liệt vĩnh viễn không thỏa hiệp, chính là một hình tượng khích lệ cho hậu nhân, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu chiến thần. Cuối cùng chính là Sivu. Trong vô vàn các câu chuyện thần thoại từ thời xa xưa có thần tiên, có yêu quái, có phàm nhân, nhưng được xưng là ma thần chỉ có duy nhất một mình Sivu. Tương truyền vào thời kỳ thượng cổ, nữ oa nương nương ủng hộ hoàng đế tranh giành Trung Nguyên. Sivu thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng là đối mặt với hoàng đế có được sự hậu thuẫn của nữ oa, Sivu cũng không hề sợ hãi lùi bước, mà là thể hiện ra dũng khí quyết chiến. Thế giới phàm nhân nên từ phàm nhân nắm giữ vận mệnh của mình. Cuối cùng Sivu không ngoài sở liệu đã bại bởi hoàng đế, nhưng khát vọng của ý chí chiến đấu của Sivu không hề bị dập tắt, đúng với cái gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần. Trong các điển tịch thần thoại xưa thì tương truyền Sivu mặt như đầu trâu, sau lưng mọc lên hai cánh. Hắn có huynh đệ 81 người, đều có đầu đồng chán sắt, 8 cánh tay, tất cả đều có bản lĩnh phi phàm. Trong cổ tịch đề cập đến Sivu nhiều nhất chính là liên minh bộ lạc cùng với hoàng đế khai chiến. Vài ngàn năm trước ở lưu vực Hoàng Hà, có rất nhiều thị tộc cùng bộ lạc, trong đó hoàng đế và Viêm Đế nổi danh nhất. Tại Trường Giang lưu vực có Cửu Lê tộc, thủ lĩnh của bọn hắn tên là Sivu, thập phần cường hãn. Sivu trời sinh thần lực, lúc sinh ra đời một tiếng khóc cất lên liền hù dọa bà con Nghiệt Long đang ngủ sâu ở trong núi. Tộc nhân liền tiên đoán kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Cửu Lê cùng Hoa Hạ chi chiến, Sivu liên hợp hình thiên cùng Khoa Phụ, lại phái thủy thần Khang Hồi cùng Phong Bá Vũ Sư trợ giúp, liên tiếp đánh bại hoàng đế 72 trận. Sau đó hoàng đế mời đến Cương Thi Thủy Tổ Nữ Bạt tại trận Trác Lộc đánh bại Sivu. Sivu binh bại, bị Ứng Long đánh trọng thương. Tinh huyết quán hình thành Sivu Kỳ, làm nữ bạt Ứng Long không thể quay về trời, giúp bộ lạc Đồng Di tẩu thoát. Trải qua rất nhiều lần chiến đấu kịch liệt, hoàng đế trước sau giết chết 81 huynh đệ của Sivu, cuối cùng bắt sống Sivu. Hoàng đế bắt Sivu mang lên gông xiềng rồi mới đi xử tử hắn. Bởi vì sợ Sivu sau khi chết làm loạn nên đã đem đầu cùng với thân thể của hắn lần lượt chôn ở hai nơi cách xa nhau. Thân thể của Sivu bị ném ở trên núi hoang, hóa thành một mảnh rừng phong. Mỗi một phiến lá phong huyết hồng đều là vết máu loang lổ của Sivu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một video nói về chủ đề Tứ Đại Chiến Thần ở trong thần thoại thượng cổ Trung Hoa, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan những tác phẩm khác như Ta Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan những tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, Đan Thanh, Mã Vĩnh Thành, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được đăng tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.